quý vị đang lắng nghe chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Lời Sống Hàng Ngày, lời Đức Chúa Trời sống động mỗi ngày. Xin thân ái kính chào quý vị, rất vui khi được đồng hành quý vị trong chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày. Cảm ơn Chúa, quả thật lời Chúa là ngọn đèn soi chân tôi và là ánh sáng cho đường lối tôi. Samuel nhất đoạn 15. Loại thứ nhì của Saul không tuân lệnh Đức Giê-hô-va. Samuel nói với Saul: Đức Giê-hô-va đã sai tôi sức dầu cho vua để cai trị Israel là dân của Ngài. Vậy bây giờ hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta sẽ phạt Amalek về việc chúng đã cản đường Israel khi họ ra khỏi Ai Cập. Vậy bây giờ, hãy đi đánh người Amalek và tận diệt tất cả những gì thuộc về chúng. Ngươi sẽ không thương xót chúng. Phải giết hết đàn ông, đàn bà, trẻ con, cả đến bò, chiên, lạc đà và lừa. Vậy, Saul triệu tập dân chúng và điểm quân số tại Teblaim có 200.000 bộ binh và 10.000 người Siêu-đa. Saul kéo quân đến thành của Amalek và phục kích trong thung lũng. Saul nói với người Kenit: Anh em hãy rút đi, hãy tách ra khỏi hàng ngũ người Amalek, kẻo to diệt anh em luôn với chúng chăng? Vì anh em đã làm ơn cho toàn dân Israel khi họ ra khỏi Ai Cập. Vậy, người Kenit tách ra khỏi hàng ngũ Amalek. Saul đánh Amalek từ Havila đến Sura đối diện với Ai Cập. Ông bắt sống Aga, vua của Amalek, rồi lấy gươm diệt tất cả dân chúng. Nhưng Saul và dân chúng tha chết cho Aga, cũng không giết những con tốt nhất trong bầy bò và chiên, các con vật béo mập, các chiên con và tất cả những con vật tốt nhất. Họ không muốn diệt những con vật đó, chỉ diệt tất cả những con xấu xí và không có giá trị. Đức Chúa Trời từ bỏ vua Saul. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán với Samuel: Ta lấy làm tiếc đã lập Saul làm vua, vì người đã quay khỏi ta, không làm theo lời ta. Samuel buồn bực và ông kêu cầu Đức Giê-hô-va suốt đêm. Sáng hôm sau, ông dậy sớm đi gặp Saul. Có người đến nói với Samuel: Saul đã đến Cạch-mên, dựng cho mình một đài kỷ niệm tại đó, rồi quay lại đi xuống Gilgal. Samuel đến với Saul và Saul nói với ông: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Tôi đã thi hành mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va. Samuel hỏi: Vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai tôi cùng tiếng bò rống mà tôi nghe kia là gì vậy? Saul trả lời: Dân chúng đã đem chúng về từ nơi người Amalek. Họ đã tha những con tốt nhất trong đàn chiên và bò để làm sinh tế dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông. Số còn lại chúng ta đã diệt hết. Samuel nói với Saul: Thôi, tôi sẽ nói cho vua điều Đức Giê-hô-va đã phán với tôi đêm qua. Saul đáp: Xin ông cứ nói. Samuel nói: Lúc vua còn thấy mình thấp hèn, chẳng phải vua đã trở nên người đứng đầu của các bộ tộc Israel sao? Chẳng phải Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho vua cai trị Israel sao? Đức Giê-hô-va đã sai vua đi với sứ mệnh: Hãy đi tiêu diệt toàn bộ những kẻ tội lỗi kia là người Amalek và giao chiến cùng chúng cho đến khi người đã tận diệt chúng. Nhưng tại sao vua không vâng theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va? Tại sao vua lao vào chiến lợi phẩm và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? Saul nói với Samuel: Tôi thật có nghe tiếng phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã thi hành sứ mệnh mà Đức Giê-hô-va đã giao phó. Tôi đã đem Aga, vua Amalek về và tiêu diệt toàn bộ người Amalek. Nhưng từ trong chiến lợi phẩm, dân chúng đã lấy chiên và bò là vật tốt nhất trong các vật đáng tận diệt để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Gilgal. Samuel nói: Đức Giê-hô-va có vui thích về tế lễ thiêu và các sinh tế bằng sự vâng theo tiếng phán của Ngài chăng? Kìa, sự vâng lời tốt hơn sinh tế, sự nghe theo tốt hơn mọi chiên đực, sự phản nghịch
đáng tội như tà thuật, sự ương ngạnh đáng tội như thờ lại hình tượng. Vì vua đã từ bỏ lời Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ vua, không cho vua cai trị nữa. Saul nói với Samuel: "Tôi đã phạm tội vì đã vi phạm mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va và lời của ông, vì tôi sợ dân chúng nên nghe theo tiếng của họ. Bây giờ xin ông hãy tha tội cho tôi, trở lại với tôi để thờ phượng Đức Giê-hô-va." Samuel trả lời Saul: "Tôi không trở lại với vua đâu, vì vua đã từ bỏ Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va từ bỏ vua, không cho vua cai trị Israel nữa." Khi Samuel quay đi thì Saul nắm vạt áo choàng của ông và áo bị xé rách. Samuel nói với ông: "Hôm nay Đức Giê-hô-va đã xé vương quốc Israel khỏi vua như thế để ban cho một người lân cận của vua xứng đáng hơn. Hơn nữa, chính vinh quang của Israel không nói dối cũng không ăn năn, vì Ngài không phải là loài người để mà ăn năn." Saul nói: "Tôi có tội, nhưng xin hãy tôn trọng tôi trước các trưởng lão của dân tôi và trước toàn dân Israel. Xin ông trở lại với tôi để tôi thờ phượng Jehovah Đức Chúa Trời của ông." Vậy Samuel trở lại với Saul và Saul thờ phượng Đức Jehovah. Sau đó Samuel nói: "Hãy dẫn Aga vua Amalek đến cho ta." Aga vui mừng đến với ông vì nghĩ rằng nỗi đắng cay của sự chết chắc đã qua rồi. Nhưng Samuel nói: "Gươm ngươi đã làm người đàn bà mất con thể nào, thì mẹ ngươi cũng sẽ mất con thể ấy." Rồi Samuel cho giết Aga trước mặt Đức Giê-hô-va tại Gilgal. Samuel về Rama, còn Saul trở về nhà mình tại Gibea. Từ đó cho đến ngày qua đời, Samuel không còn gặp lại Saul nữa. Tuy nhiên, ông rất buồn về việc Saul, còn Đức Giê-hô-va tiếc vì đã lập Saul làm vua của Israel. Samuel nhất đoạn 16. Samuel sức dầu cho David. Đức Giê-hô-va phán với Samuel: "Con than khóc về chuyện Saul cho đến bao giờ? Ta đã từ bỏ nó, không cho nó làm vua Israel nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng và lên đường. Ta sai con đến gặp Jesse người Bethlehem, vì ta đã chọn một người trong các con trai của ông ấy làm vua." Samuel thưa: "Làm sao con đi được? Nếu Saul biết việc này thì sẽ giết con." Đức Giê-hô-va phán: "Con hãy đem theo một con bò, cái tơ và nói rằng: tôi đến để dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va. Con sẽ mời Giê-sê dự buổi tế lễ. Ta sẽ cho con biết việc con phải làm, rồi con sẽ nhân danh ta sức dầu cho người mà ta chỉ cho con." Samuel làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán với mình và đi đến Bethlehem. Các trưởng lão của thành ấy ra đón ông, run sợ và hỏi: "Có phải ông đem bình an đến chăng?" Ông nói: "Bình an, ta đến để dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va. Hãy thanh tẩy mình và đến dự buổi tế lễ với ta." Ông cũng thanh tẩy cho Giê-sê và các con trai ông ấy và mời đến dự buổi tế lễ. Khi họ đến, Samuel thấy Eliab, thầm nghĩ: "Chắc hẳn người được Đức Giê-hô-va sức dầu đang ở trước mặt Ngài." Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Samuel: "Đừng xét theo diện mạo và vóc dáng cao lớn của nó, vì ta đã loại bỏ nó." Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Giê-sê gọi Abinadab và bảo đi qua trước mặt Samuel, nhưng ông nói: "Đức Giê-hô-va cũng không chọn người này." Giê-sê bảo Sama đi ngang qua, nhưng Samuel nói: "Đức Giê-hô-va cũng không chọn người này." Giê-sê bảo bảy con trai mình đi qua trước mặt Samuel, nhưng Samuel nói với Giê-sê: "Đức Giê-hô-va không chọn một ai trong những người này." Samuel hỏi Giê-sê: "Ông còn đứa con trai nào nữa không?" Giê-sê trả lời: "Còn một đứa con út, nhưng nó đang chăn chiên." Samuel nói: "Hãy cho gọi nó về, chúng ta sẽ không ngồi ăn trước khi nó đến." Vậy Giê-sê cho gọi người con út về.
chàng có nước da hồng hào, đôi mắt tinh anh và diện mạo khôi ngô. Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: "Hãy đứng dậy sức dầu cho nó, vì đây là người mà ta đã chọn." Sa-mu-ên lấy sừng dầu và sức cho David trước mặt các anh của chàng. Từ ngày đó trở đi, thành của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên David. Sa-mu-ên đứng dậy đi về Ra-ma. Sa-lơ gọi David đến phục vụ. Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sa-lơ. Đức Giê-hô-va sai một ác thần quấy rối ông. Triều thần của Sa-lơ nói với vua: "Này, có một ác thần mà Đức Chúa Trời sai đến quấy rối bệ hạ. Xin Chúa, chúng tôi hãy truyền cho bề tôi đang đứng chầu trước mặt Chúa tìm một người biết đánh đàn hạt, để khi nào Đức Chúa Trời sai ác thần đến thì người đó sẽ đánh đàn và Chúa sẽ được khuây khỏa." Sa-lơ nói với triều thần: "Các ngươi hãy đi tìm một người đánh đàn giỏi rồi dẫn đến cho ta, một người trong các triều thần tâu. Tôi biết một con trai của Giê-xê người Bethlehem đang rất giỏi, là một dũng sĩ và là một chiến sĩ can trường. Chàng ăn nói khôn ngoan, diện mạo khôi ngô, và Đức Giê-hô-va ở với chàng." Sa-lơ sai sứ giả đến với Giê-xê và nói: "Hãy sai David, con trai ngươi, là người chăn chiên đến với ta." Giê-xê lấy bánh, một bầu da đầy rượu, chất trên một con lừa và bắt một con dê con còn bú, rồi sai David con mình đến cho Sa-lơ. David đến với Sa-lơ và phục vụ vua. Sa-lơ rất thương yêu David và chàng trở thành người vét khí giới của vua. Sa-lơ sai người đến nói với Giê-xê: "Ngươi hãy để David đứng chầu trước mặt ta, vì nó làm ta hài lòng." Từ đó trở đi, mỗi khi Đức Chúa Trời sai ác thần nhập vào Sa-lơ, thầy David lấy đàn hạt đánh lên, Sa-lơ được khuây khỏa thoải mái và ác thần lìa khỏi ông. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Nguyện xin lời của Chúa làm cho quý vị tươi mới mỗi một ngày. Mong ước lời Chúa hôm nay sẽ khích lệ quý vị trong bước đường theo Chúa mỗi ngày.